Xin chào các bạn và chào mừng đến với kênh Holic Audio. Trong video này, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi bộ truyện Quỷ đoàn mệnh nhà họ Tạ, sống lâu trăm tuổi của tác giả Di Nhiên. Chương 181, Mồ côi. Quý lang xuyên cứng gian ư? Không phải. So với sự đau đớn thấu tim khi hóa niệm giải ma thì nỗi đau ra thịt này đối với hắn mà nói chẳng là gì cả. Hắn còn cảm thấy mỗi một trượng đánh xuống thì tội lỗi của hắn lại nhẹ thêm một chút vui sướng không nói nên lời. Hắn đột nhiên nhớ lại một chuyện nhỏ từ rất lâu trước đây. Khi tam đệ vừa sinh ra, người hầu đều nói mặt mũi tam đệ rất giống hắn. Hắn thấy tò mò nên len lén đi vào trong viện của bà. Đó là một buổi chiều mùa hè. Nhà hoàn và vú nuôi nồi ngủ gà ngủ gật trong bóng dâm, hắn đi thẳng vào trong phòng, gọi một tiếng. Di nương, chấm. Bà đứng bật dậy, hơi luống cuống tay chân nhìn hắn ta đến xem tam đệ vậy vậy đi theo ta hắn theo nàng đi vào trong phòng thấy tam đệ đang nằm trong nôi thì không khỏi lầm bầm giống gì ta đâu xấu chết đi được bà khẽ mỉm cười đại gia con đưa ngón tay mình vào trong tay đệ đệ xem đệ ấy có túm lấy không ta sợ làm đệ đệ bị thương không đâu cho nên hắn vươn ngón tay ra cẩn thận đưa vào đứa bé tựa như nhận ra bàn tay nhỏ bé đột nhiên dùng sức cầm lấy ngón tay hắn hắn hoảng sợ mạnh ghê đại gia khi còn bé cũng thích nắm ngón tay người khác nắm rất chặt cũng không chịu buông ra sức còn lớn hơn đệ đệ con hắn ngẩng đầu sao người biết ta nghe phu nhân nói bà cười nói đại gia rút ngón tay ra đi hắn cố rút nhưng không rút được thôi 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 để cho đệ ấy nắm thêm một lát đi bà lại cười ánh mắt dịu dàng hắn nằm sấp trên thành nuôi ngồi xuống, cơn buồn ngủ kéo tới, mí mắt rất nặng. Ta ngủ một lát, đợi tam đệ buông tay thì người đánh thức ta nhé. Được. Ngoài cửa sổ, tiếng dế kêu dâm ran. Hắn và bà chỉ cách nhau nửa cánh tay, trên người bà có mùi sữa rất nhạt tỏa ra, khiến hắn càng buồn ngủ. Trong lúc mơ mơ màng màng, có cơn gió nhẹ thổi qua, tiếp theo, hắn nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng. Con trai có nóng không, để nương quạt cho con. Nước mắt hối hờ từ khóe mắt quý lăng xuyên rơi xuống, trong cơn đau đớn kịch liệt, cuối cùng hắn mở to hai mắt. Ngoài chính đường, cha con bùi ra đang ôm đầu, lo lắng nhìn hắn. Cứ như vậy chết đi cũng tốt. Kết cục này đối với hắn mà nói là điều tốt nhất, nếu không quãng đời còn lại dài đằng đẵng, sự ái náy của hắn phải đến đâu để sám hối đây. Từng gậy đánh xuống, trong cơn đau đớn kịch liệt, quý lăng xuyên chậm rãi nhắm hai mắt lại, thản nhiên chịu chết. Không biết qua bao lâu, trong sự hỗn loạn đó, chợt có bước chân đi về phía hắn, ngón tay lạnh lẽo sờ lên trán của hắn. Trong lòng hắn bỗng nhiên dâng lên sự hèn nhát cực lớn. Nương, là người sao? Người thấy báo ứng của con chưa? Người có thoải mái không? Không ai trả lời hắn. Bên tai chỉ có một tiếng thở dài nhẹ nhàng. Sau đó, hắn cảm thấy phía sau lưng như có cái gì đó phủ lên, bảo vệ thân thể máu thịt mơ hồ của hắn bên dưới cơn đau đột nhiên biến mất nhưng tiếng gậy đánh vang lên hắn vẫn nghe rõ mồn một quý lăng xuyên dường như hiểu được điều gì đó mở mắt ra cả người dãy giụa không ngừng đừng nhúc nhích giọng quen thuộc bay vào trong tai đời này nương chưa từng làm cho con chuyện gì chỉ có chuyện này thôi cũng coi như là kết thúc tình tình mẫu từ kiếp này của chúng ta rồi kiếp này thế còn kiếp sau đừng nên gặp lại nữa bà cười hiền lành phất tay với hắn Đôi mắt sáng vừa đen vừa sáng. Xuyên qua đôi mắt đen kia, hắn nhìn thấy sông Bắc Thương minh mông vô bờ, thấy cây hoa gạo đang nở rộ. Mà cuối cây hoa gạo, có một thiếu niên anh tuấn đang đứng đó, thiếu niên vươn tay ra, bà bèn chạy như bay về phía người đó. Nương, nương, nương. Hắn giống đến xé tim xé phổi. Nhưng bà không quay đầu lại, cũng sẽ không quay đầu lại nữa. Hai hàng nước mắt đẫm máu chảy từ khóe mắt Quý Lăng xuyên xuống trượt đến bên má. Thì ra, đây mới là kết cục của hắn, trở thành một đứa trẻ mồ côi, bốp. Gậy cuối cùng hạ xuống, hai người hành hình mệt mỏi thờ hồng hộc. Lục đại nhân, 80 gậy đã đánh xong. Vừa dứt lời, cha con bùi ngụ, bùi tiếu xông vào, một người đưa tay bắt mạch, một người đưa tay thăm dò hơi thở. Con trai, còn thở, cha, cậu còn sống. Bùi ngụ mừng rỡ nhìn con trai một cái. Mau, cõng về chị thương thôi. Bùi tiếu vừa ngồi xuống, vừa hỏi. Cha, bị thương nặng như vậy, có thể cứu được không? Bùi ngụ vỗ một cái vào người hắn. Mạch đập mạnh như vậy, nếu không cứu được thì cha ngươi còn sống làm gì nữa? Sao có thể thế được? Từ lai nhìn người máu thịt mơ hồ kia, hoàn toàn trợn tròn mắt. Không đúng. Hắn rõ ràng thấy rất rõ ràng, lúc đánh đến ba mươi mấy gậy, Quy Lăng Xuyên đã không xong rồi, sao vẫn còn sống được chứ? Đầu óc Từ Lai nóng lên, sông lên thăm dò hơi thở Quý Lăng Xuyên. Đúng lúc này, Quý Lăng Xuyên đã sớm mất đi đột nhiên mở mắt, Từ Lai sợ tới mức hai mắt trợn tròn, cả người lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Từ đại nhân, phải đứng vững, cẩn thận ngã không dậy nổi đó. Một bàn tay khô dài nắm lấy cánh tay Từ Lai, Từ Lai đột nhiên nhìn lại, đối diện với đôi mắt âm trầm của thái tứ. Còn chưa hết hoảng sợ thì lại nhận được sự đe dọa. Từ Lai đảo mắt, ngất xỉu ngay tại chỗ. Cộc cộc cộc, Tả Chi Phi đứng dậy ra mở cửa, ngoài cửa là một tiểu nhị. Có người nhờ ta truyền lời cho Tam gia, chuyện đã rồi, người còn sống. Tả Chi Phi trong lòng niệm một tiếng, A Di Đà Phật, móc trong ngực ra hai lượng bạc vụn, nhét vào tay tiểu nhị kia. Đóng cửa, quay lại. Hắn nhìn Lý bất ngôn, ngươi ra ngoài canh cửa, ta và tiểu thư nhà ngươi có vài lời muốn nói. Lý bất ngôn chợt cười. Ta chỉ hỏi một câu, chuyện chính hay chuyện riêng? Hờ, tam gia ta không hiểu, chuyện chính thì thế nào, mà chuyện riêng thì sao? Chuyện chính thì ta đi liền, nhưng chuyện riêng thì... Lý bất ngôn nhếch môi. Ngươi nói không tính, ta còn phải nghe ý của chủ tử nhà ta. Chủ tử đặt chung trà xuống, nhìn Lý bất ngôn, Lý bất ngôn lập tức đứng lên, không nói hai lời, nhanh nhẹn ra khỏi cửa. Cô vừa đi, trong phòng lâm vào sự im lặng xấu hổ. Bởi vì chân thân còn đang trên đường hồi kinh, bên trong phủ thái tứ cũng không phải là nơi có thể ở lâu, tạ chi phi đã kêu thái phủ cho người đưa bọn họ đưa đến nơi này. Chính là cái khách chạm mà hắn dùng kế bắt ba ba trong giỏ vệ yến tam hợp lúc mới đến. Nơi này cách cửa thành phía nam gần nhất, bỏ ra hai lượng bạc vụn mười mấy nhóc ăn mày trông coi ở cửa thành, xe ngựa tạ phủ chỉ cần vào thành là có thể gặp ngay. Hết thảy đều sẽ hợp tình hợp lý, nếu như không phải khách điếm chỉ còn lại một gian phòng phu thê này. Cái gọi là phòng phu thê là chuyên môn đo ni đóng giày cho người có tiền. giường mềm, chăn thơm, gối đầu có đôi có cặp, điểm chết người chính là một đôi phu thê ở trong phòng này mới vừa đi không lâu, trong phòng này vẫn còn mùi hương hợp hoan nồng đậm. Tả chi phi thầm nói, đều là vợ chồng lâu năm rồi, còn chơi mấy ba cái trò này, vừa nhìn đã biết không phải người đứng đắn gì. Yến Tam Hợp cũng không được tự nhiên. Tam gia có chuyện gì cứ nói thẳng, vẫn là vấn đề cũ. Tạ Chi Phi miễn cưỡng dựa về phía sau, ánh mắt lướt qua cô, nhìn bầu trời xanh bên ngoài cửa sổ. Làm sao tránh được vụ án trịnh ra, để giải thích với mọi người. Yến Tam Hợp nhìn hắn một lát. Ngươi chắc chắn muốn giấu chuyện của ngô quan nguyệt sao, vô cùng chắc chắn, khó. Yến Tam Hợp dứt khoát trả lời hắn một chữ. mươi 182, mở ám. Không khó, ta còn cần mở miệng nhờ Yến Tam hợp ngươi nghĩ cách ư. Tả chi phi nghiêng người về phía trước, ánh mắt vẫn dừng trên mặt cô. Coi như ta nợ ngươi một ân tình. Yến Tam hợp nhíu mày. Tam gia nói lời giữ lời không. Tả chi phi lặng lặng nhìn cô một hồi, khóe miệng nở nụ cười như có như không. Ngươi nghĩ sao? Tên khốn kiếp này, dám dùng Mỹ Nam kế. Sự tê dại chạy thẳng vào tim tim Yến Tam hợp. Nàng đứng lên, không thể nhịn được thong thả đi vài bước trong phòng, điều hòa hô hấp xong rồi nói. Nhân tình này, ta là muốn đòi lại từ ngươi. Chỉ cần không phải giết người phóng hỏa, không vi phạm lương tâm, ta đều có thể đồng ý. Ngươi nói đấy nhé. Yến Tam Hợp trong lòng cười gần một tiếng, nói hết sức dứt khoát. Tâm ma của lão phu nhân là một con chó, con chó có liên quan đến Ngô Quan Nguyệt, vụ án của Ngô Quan Nguyệt và Trịnh Gia có liên quan với nhau, cuối cùng người cởi bỏ tâm ma của lão phu nhân là Quý Lang Xuyên. Tả Chi Phi nâng cầm, nhìn cô, lại chớp mắt. Sâu chuỗi không sai, lão phu nhân và Ngô Quan Nguyệt là thanh mai trúc mã, và biết được vụ án của Trịnh gia là Ngô Quan Nguyệt làm. Sợ triều đình cha được bà có quan hệ với Ngô Quan Nguyệt, sợ một ngày Ngô Quan Nguyệt lưu vong tìm tới cửa tị nạn. Sợ ảnh hưởng đến con đường làm quan của con trai, sợ ảnh hưởng đến vinh hoa phú quý của quý gia, vì thế nớm nớp sợ hãi, niệm lâu thành ma. Yến Tam hợp ngồi xuống ghế, hất cằm. Tam gia, lấy cớ này thế nào? Thật con bà nó quá hay. Vừa có nhân vừa có quả, hết thảy hợp tình hợp lý, bịa đến không có chỗ hở. Trong mắt tạ chi phi lóe lên sự kích động. Yến tam hợp, ta rất muốn khen ngươi, nhưng lại sợ ngươi nổi tâm kiêu ngạo. Vậy sao? Yến tam hợp gõ gõ mặt bàn. Tam gia thay vì khen ta, không bằng suy nghĩ xem làm sao bịt miệng được quý lăng xuyên đi. Không cần nghĩ. Tạ chi phi cầm lấy chung trà hắn trà trộn trong quan trường nhiều năm như vậy, rất rõ ràng sự nặng nhẹ của việc này, ta chỉ cần dặn một tiếng, thì hắn có thể mang bí mật này vào trong quan tài. Điều ta nên nghĩ đến là một điều khác. Tả chi phi ngửa đầu, rót trà xuống. Làm sao để kéo yến tam hợp ngươi xuống nước, cùng ta điều tra vụ án trịnh ra đây. tạ phủ. Lão gia, lão gia ơi. Tả tổng quan hét lên chạy vào thư phòng. Đại gia đã trở về, tam gia đã trở lại, Yến cô nương cũng đã trở lại rồi. Tạ đạo chi mừng rỡ. Người đâu rồi? Xe ngựa vừa tới đầu ngõ, tiểu nhân chạy tới báo tin cho lão gia. Quý gia bên kia thế nào rồi? Tạ tổng quản ghé vào bên tai tạ đạo chi nói nhỏ vài câu, tạ đạo chi thở phào nhẹ nhõm. Nhanh, mau chuẩn bị nước nóng, cơm nóng. Đại gia nhắn lại, buổi tối dùng cơm ở phố ân đường, mang yến cô nương đến nhận người. Nàng ta đồng ý sao? lời đại gia nói có thể là giả sao vậy còn không mau nói tin tức tốt này cho lão phu nhân đi vâng 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 khoan đã tả đạo chi gọi hắn lại dặn dò phòng bếp thức ăn buổi tối chuẩn bị phong phú một chút làm nhiều món tam nhi và yến cô nương thích ăn vâng 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 quay lại đây lão gia còn có gì muốn dặn dò sao tả đạo chi hưng phấn đi qua đi lại vài bước không đầu không đuôi nói một câu gọi hết đi đừng bỏ sót người nào cả tả tổng quản lại nghe hiểu vâng đều kêu lên đều kêu lên hết xe ngựa dừng lại trước cửa tạ phủ yến tam hợp theo thói quen ngừng đầu nhìn bảng tên một cái chẳng biết vì sao lại có cảm giác như đã trải qua mấy đời yến cô nương đã trở lại vất vả rồi tả tổng quản cười đến tít mắt ngữ khí còn thân thiết hơn thấy mẫu thân mình đã chuẩn bị nước nóng cô nương ngươi câm miệng tuy rằng tựa như đã qua mấy đời nhưng Yến Tam Hợp vẫn còn nhớ rõ, tên mập chết tiệt này kêu thang viên đi điều tra nàng. Tả Tổng quản trợn tròn mắt. Không phải đã là người quen rồi sao, sao vị tổ tông này vẫn như người xa lạ thế này. Chờ hai bà cô đi qua trước mặt hắn, tả Tổng quản mới cười khổ với Tam ra phía sau. Tả Tam gia nhắm mắt làm ngơ, tự mình đuổi theo Yến Tam Hợp. Tả Tổng quản, ba tháng không gặp rồi, sao Tam ra không thèm nhìn ta một cái thế tiểu hoa ta thất sủng rồi sao? Tả Chi Phi đuổi theo Yến Tam Hợp. Ngươi chưa từng đến phù ân đường, lát nữa ta tới dẫn ngươi đi, khéo ngươi lại đi nhầm. Lát nữa, Yến Tam Hợp không biết vì sao, chợt nghĩ tới cái câu hạ lưu hắn nói với thái tứ. Không cần, thang viên biết đường. Tả Tam ra đâu phải một câu. Không cần. Là có thể đuổi đi. Thang viên chỉ có thể canh ở bên ngoài, không vào được bên trong, hôm nay mọi người đều ở đây, ta dẫn ngươi đi giới thiệu. Cà ca ca ngươi sẽ dẫn ta đi. Ca ca ta nói, chuyện này giao cho ta. Tả tam ra quay đầu. Ca ca, có đúng không? Tả nhi lập sao có thể làm mất mặt huynh đệ nhà mình được, bèn bình tĩnh gật đầu. Yến cô nương thư lỗi, ta còn có công vụ đang chờ xử lý, nên sẽ đến chậm một chút. Ừ, người còn bận rôn hơn cả người rời xa nhà ba tháng. Yến tam hợp gật gật đầu, không vạch trần vờ kịch của hai huynh đệ này. Lý bất ngôn quy củ đi theo sau Yến Tam Hợp, chờ đến lúc tới chỗ không người, thì đi nhanh hai bước. Ngươi định lợi dụng Tam gia làm gì hả? Với tính tình Yến Tam Hợp, chỉ cần nàng không muốn, thì không ai có thể ép buộc. Hai huynh đệ này rõ ràng là đang kẻ sướng người hỏa, thế nhưng nàng vẫn gật đầu. Có điều mở ám. Giết người phóng hỏa là đại án, dù là ở Kinh Thành hay là ngoại tỉnh, đều sẽ ghi chép lại. Yến Tam Hợp. Hắn là người của binh mã Ngũ Thành, hắn hình như đều có người quen trong hình bộ, cầm y vệ, bắc đi, ta muốn thông qua tay hắn để điều tra. Nếu không, thì sao cô lại cực khổ giúp hắn nghĩ cho hắn cai cớ được chứ? Lý bất ngôn gật đầu. Tìm hắn là đúng rồi, nhưng vẫn phải suy nghĩ lại, làm thế nào để hắn không sinh nghi. Tam gia hay tò mò, không phải là kiểu người vô tư. Không vội. Yến Tam hợp nhẹ nhàng tựa đầu lên vai nàng. Tâm ma tiếp theo ta vẫn chưa cảm ứng được, chúng ta có rất nhiều thời gian để suy nghĩ rõ ràng. Thư phòng, tả đạo chi nhìn lão tam gầy trơ xương, đau lòng đến đỏ cả mắt. Tả nhi lập nói, phụ thân yên tâm, con đã dặn dò phòng bếp rồi, nấu riêng cho lão tam, phòng sổ sách bên kia cũng đã sắp xếp xong rồi. Hắn nghiêng đầu, lão tam, hai ngàn lượng có đủ hay không? Không đủ. Tả chi phi trợn mắt nói dối. Trên đường đệ còn bị người ta trộm hơn 800 lượng. Hãy để với đám minh đình một ngày chỉ có thể ăn một bữa cơm, sắp chết đói luôn rồi. Bảo bên sổ sách thêm một ngàn lượng nữa. Tả đạo chi lại lấy ra một tấm ngân phiếu từ trong ngăn kéo. Muốn ăn cái gì thì ăn cái đó, đừng tiết kiệm. Tả chi phi hoàn toàn không có ý khách khí, trực tiếp cầm lấy nhét vào trong ngực. Cha, đại ca, tâm ma của quý lão phu nhân nói rất dài dòng. Lát nữa con còn phải đi vấn an lão tổ tông và nương, con sẽ nói ngắn gọn thôi dù nói ngắn gọn thế nào, tạ chi phi cũng nói đủ thời gian một chén trà. Nói xong, không khí trong thư phòng trầm xuống, đúng như tạ chi phi dự đoán. Tạ đạo chi im lặng thật lâu sau rồi nói. Nếu tâm ma của lão phu nhân đã giải rồi thì việc này coi như xong, hơn nữa mối quan hệ giữa ngô quan nguyệt và lão phu nhân vẫn đừng nên nói ra ngoài. Lão tam, tạ nhi lập tức nói tiếp. Đệ dặn dò minh đình nữa, cẩn thận hòa từ miệng mà ra ta đúng là đang chờ những lời này của các ngươi. Tả lão tam thấy bọn họ không có chút điểm nghi ngờ, trong lòng chợt thả lòng. chương 183, thuộc Hạ Trung Thành. Tả chi phi gặt phụ thân và đại ca, ngoại trừ chút bí mật không thể cho ai biết của mình ra, thì điểm quan trọng nhất là. Việc này cực kỳ hung hiểm, hắn tuyệt đối không thể kéo tạ ra vào. Minh Đình chắc chắn sẽ không để lộ ra ngoài chữ nào. Cha, đại ca, hai người cứ coi như chưa từng nghe con nói tả đạo chi đi đi lão phu nhân và nương con trông mong lắm ta về phòng rửa mặt một chút thay quần áo nếu không tả chi phi nháy mắt với tả đạo chi sức chịu đựng của các nàng so ra vẫn kém phụ thân chắc chắn là nước ngập chùa kim sơn rồi cút tả đạo chi bị nhi từ nhìn thấu thẹn quá hóa giận tả chi phi cút đi nhưng chưa cút được mấy bước đã bị tả nhi lập gọi lại đại ca còn có chuyện gì sao? Tạ Nhi Lập nhìn trái nhìn phải không có người. Chân từ thịnh gãy rồi, không phải để động tay động chân đó chứ. Ai thế? Tạ Chi Phi cố ý cả kinh, lại vui vẻ. Vì anh hùng hào hán nào đứng ra giải hận cho tam gia thế? Không phải ngươi thật chứ? Ca, ca nhìn gương mặt đệ đã chật vật đến mức nào rồi, làm gì có thời gian rảnh rỗi đi làm mấy chuyện đó? Không phải đệ là tốt rồi. Tạ Nhi Lập thản nhiên nói. Đỗ Y Vân đến phủ chúng ta không dưới 10 chuyến, hôm nay đệ trở về, cô ấy nói ngày mai sẽ đến, đệ tự nghĩ ra cách giải thích đi. Nghĩ cách gì chứ? Tạ Chi Phi không kiên nhẫn khoát tay. Đệ không nghĩ cách gì với nàng ta cả, ngày mai huynh bảo tàu tàu thổi gió bên tai nàng, bảo nàng sớm tìm một người tốt gả đi, đừng lãng phí thời gian với con quỷ đoàn mệnh như đệ nữa. Lão Tam, Tạ Nhi lập cực kỳ không thích nghe ba chữ quỷ đoàn mệnh này. Ca, đệ sai rồi. Tạ Chi Phi nhận sai cực nhanh, còn nhanh hơn cả thỏ chạy. Nếu như ca ca có thể giống như cha, hỗ trợ cho đệ một ngàn lượng, thì đệ chắc chắn sẽ sống lâu hơn tất cả mọi người luôn. Vô liêm sỉ. Tạ Nhi lập phất tay áo bỏ đi. Đi tới cửa thư phòng, hắn liếc mắt nhìn Tâm Phúc, Tâm Phúc bước lên phía trước. Đại gia, đi nói với đại phu nhân, tìm cơ hội đưa cho lão tam một ngàn lượng bạc đi. Ra đây là, để cho tên nhóc thối kia sống lâu một chút. Tạ Nhi Lập Nghiến răng nghiến lợi. Tên nhóc thối lúc này đang lười biếng ngâm mình trong thùng gỗ, mặc cho đinh nhất gội đầu cho mình. Thủ pháp đinh nhất thuần thục, vừa nhìn đã biết là làm rất nhiều lần. Trong ba vị gia của Tạ phủ thì hai vị trước có đầy nha hoàn trong phòng. Đủ 16 tuổi, lão phu nhân còn tự mình chọn hai nha hoàn để thông phòng. Nhưng tam gia thì ngoài là một miếu hòa thượng gia thì đến người hầu bên cạnh cũng chỉ có hai người chu thanh. Vì sao ư? bởi vì sức khỏe tam gia không tốt lão phu nhân và lão gia sợ tam gia dính nữ sắc sớm quá thì bị hút sạch tinh khí chết càng sớm hơn đinh nhất liếc mắt nhìn tấm lưng rộng lớn của gia nhà mình trong lòng tự nhủ gia đã nhiều năm không phát bệnh có thể gần gũi nữ sắc để thuận khí được rồi đinh nhất gia ngươi nói xem đối phó với người như yến tam hợp thì nên mềm hay cứng ầm ầm trong đầu đinh nhất chợt hiện ra hình ảnh gia nhà mình đặt yến cô nương dưới người Yến cô nương liều mạng dẫy rủa vung tay một cái tát đánh vào mặt ra. Ra dạ. à. Là một người hầu trung thành, đinh nhất quyết định hôm nay dù thế nào cũng phải khuyên nhủ hắn. Lão gia, lão phu nhân, phu nhân đều không phải người không thông tình đạt lý, chúng ta đừng nên mạo hiểm bị đánh để làm hỏng sự trong sạch của cô nương nhà người ta. Đinh nhất, không thích người trong phủ, thì ở lệ xuân viện cũng sẽ có mấy người thuận mất thôi. Tạ chi phi mở to mắt. Ngươi nói cái gì? gia ơi đinh nhất quỳ dạp xuống đất bên cạnh yến cô nương còn có một lý cô nương nguyễn kiếm của nàng cũng không phải đồ chay đây coi chừng đến căn cốt nam nhi của gia cũng bị tước đi đấy tạ chi phi hắn nhìn dưới háng mình cười gần hai tiếng chu thanh chu thanh vội vàng tiến vào gia đem họ đinh phá bính này lôi ra ngoài chém cho ta chu thanh chừng mắt liếc đinh nhất sao ngươi lại chọc giận ra rồi đinh nhất nhất loan uổng ta không có Chu Thanh, không có cái gì, còn không mau cút đi. Đinh Nhất vừa cút, vừa cảm thán trong lòng, hai, thời buổi này làm người hầu trung thành thật khó. Chu Thanh ngồi xuống bên thùng. Có phải ra đang sầu vì không biết điều tra vụ án trịnh ra như thế nào không? Cuối cùng cũng có một người biết tâm tư chủ tử. Vụ án trịnh ra là thứ nhất, Yến Tam Hợp là thứ hai, người nói xem ta có nên lấy chuyện nàng ta không phải cháu gái Yến Hành ra uy hiếp không? Tuyệt đối không được, Gia Đá quên lời lão phu nhân nói sao, Yến cô nương là người ăn mềm không ăn cứng, nếu cứng thì Gia cứng không lại nàng đâu. Sao ta không biết cái này được? Nhưng ta thấy, nàng hình như cũng không thích mềm. Chẳng lẽ Gia thật sự muốn điều tra vụ án trịnh Gia Ư? Lời hứa của nam nhân, nặng ngàn vàng. Giọng tà tam Gia trầm xuống. Ta đã đồng ý với bọn họ rồi. Hắn hoàn hồn 9 năm, sống một mình 9 năm, chưa từng từ bỏ việc tìm kiếm hai cha con ngô quan nguyệt cho nên hắn mới hiểu rõ đoạn lịch sử đại tế quốc kia như trong lòng bàn tay, mới có thể hiểu rõ vụ án trịnh gia như trong lòng bàn tay. Hắn đã thề với trời, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, phải đưa xác tới trước phần mộ tổ tiên trịnh gia, đốt thành cho bụi để an ủi linh hồn của họ trên trời. Bây giờ hung thủ là người khác, trái tim tạ chi phi đập mạnh trong lồng ngực, một cái, lại một cái. Cho dù dốc hết mọi thứ, cho đến giây phút cuối cùng, lên trời xuống biển thì hắn cũng sẽ tìm ra hung thủ dù sao cũng phải điều tra rõ ràng thì mới có mặt mũi xuống phía dưới gặp bọn họ tĩnh tư cư tam gia đến rồi tham viên ra đón cô nương đang ở trong phòng thay quần áo tam gia ngồi đợi một lát ạ à. tạ chi phi ven áo ngồi xuống bắt chéo chân cô nương chuyến này đi xa nhà mệt mỏi ngươi hầu hạ cẩn thận vào tam gia yên tâm nô tỳ hiểu nếu cô nương muốn ăn muốn chơi gì mà đại phu nhân không đáp ứng được thì cứ tới tìm ta. Vâng, đừng chỉ nói không, phải nhớ kỹ, khắc ghi trong đầu. Vâng. Hai người đang nói chuyện, thì dèm châu được vén lên, Yến Tam hợp từ bên trong đi ra. Bốn mắt nhìn nhau, hai người đều có chút kinh sợ. Hai người vừa rửa sạch một thân phong trần, thay xiêm y mới tinh. Một người cong khóe miệng thói quen dương lên, không nói gì cũng phong lưu một người khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, lại khó nén sự tinh xào che giấu giữa đôi lông mày. Tả Tam gia thầm cảm thán một tiếng, nhân gian tuyệt sắc. Yến Tam hợp thầm mắng một tiếng, mặt người giả dạ chó. Tam gia đứng dậy, trong nụ cười có chút xấu xa. Yến Tam hợp, chúng ta đi thôi. Yến Tam hợp hít sâu một hơi. Ngươi đi trước dẫn đường. Tam gia liếc cô. Ngươi là nữ tử có thói quen đi sau lưng nam nhân sao? Không phải. Yến Tam Hợp nghiến răng nghiến lợi, phun ra một chữ. Đi. Đi thì đi, nhưng tư thế hai người đi lại hoàn toàn khác biệt. Một người chắp tay sau lưng, thong thả bước đi, phong lưu phóng khoáng. Một người chắp tay sau lưng, cất bước, thân thể vô cùng cứng ngắc. Lý bất ngôn đi theo sau hai người, ánh mắt nhìn người này, lại nhìn người kia. Nói đến vụ ứng biến diễn kịch thì tam hợp còn lâu mới bằng tam gia. Nàng đang căng thẳng. Lý bất ngôn nhanh trí hỏi Tam gia, ta muốn hỏi một câu, ngươi không ngại chứ? Hỏi Tam gia và nhị gia không hòa thuận sao? Ngươi đúng là dám hỏi. Vậy Tam gia dám trả lời không? Tả ta Tam gia rũ mắt nhìn Yến Tam hợp. Bằng sự thông minh của tiểu thư nhà ngươi, trên bàn cơm nghe vài câu thì cái gì cũng hiểu thôi. Lý bất ngôn cười. Tam gia muốn ta câm miệng thì cứ nói thẳng, đừng lấy tiểu thư nhà ta ra để ngụy trang. Tả ta Tam gia. Ngươi cầm miệng. Lý bất ngôn vừa cười. Ừ. Tả tam ra hít sâu một hơi, lại hít sâu một hơi. Họ Lý này cũng là một tên phá bĩnh. mươi 184, Quy Củ. Yến tam hợp quả thực hơi căng thẳng. Bình sinh cô không thích nhất là mấy việc ứng phó, vừa giả tạo vừa mệt mỏi. Có một câu quầy dày của Lý bất ngôn, thắt lưng nàng cũng không cứng nữa, lúc đến từ ân đường, nàng nâng cằm rất tự nhiên đi vào. Lão phu nhân đã trông mong từ lâu, thấy người đến thì vội vàng đứng dậy nghênh đón, lại bị Tả Chi Phi đè xuống. "Lão Tổ tông, mau ngồi đi, nào có đạo lý trưởng bối nghênh đón tiểu bối chứ?" Yến Tam hợp đi lên trước, gật đầu với lão phu nhân. "Khỏe không?" Vừa không xưng hô, lại không hành lễ, cả đám người hít sâu một hơi. Tả Chi Phi đã sớm đoán được có chuyện như vậy. Nhà đầu này đối mặt với Triệu Diệp thời còn chưa từng quỳ xuống hành lễ chớ nói chi là bởi vì Yến Hành mà nàng còn chưa mở lòng với Lão Tổ Tông và phụ thân. Cũng không trách Yến cô nương thấy xa lạ, ta và Lão Tổ Tông ba tháng không gặp, bây giờ cũng không biết nên gọi thế nào nè. Lão phu nhân cực kỳ khôn khéo, chỉ vào tạ chi phi oán giận nói. Ngươi còn không biết xấu hổ nói thế, còn không mau để cô nương ngồi xuống đi. Không vội, con mang nàng ấy đi chào hỏi đã. Tạ chi phi đi tới trước mặt một phụ nhân. Đây là mẫu thân ta, cô nương gọi phu nhân là được. Yến Tam hợp tiến lên một bước, cũng gật đầu. Chào phu nhân. Ngô Thị mặc dù không biết lai lịch của Yến Tam hợp, lại biết người này được lão phu nhân yêu mến. Cô nương rảnh rỗi thì đến viện ta ngồi chơi, đừng câu nệ quá. Yến Tam hợp nhìn Ngô Thị, tướng mạo đoan trang, quần áo đoan trang, lời nói cũng đoan trang. Được, đại ca, đại tẩu ngươi đã từng gặp hết rồi. Tả Chi Phi vẫy tay với cậu bé đang đứng bên cạnh Chu Thị đây là cháu ta, Tạ Hoài Châu, Hoài Châu, gọi là cô cô đi. Tả Hoài Châu tầm 4 năm tuổi, được tả Đạo Chi đích thân dạy dỗ. Hắn đi tới trước mặt Yến Tam Hợp, hành lễ như thư sinh. Chào Yến cô cô. Ta nên làm trường bối như thế nào? Bất ngôn, cứu mạng. Đây là quả mặt mặt Yến cô cô chuẩn bị cho con. Tả Chi Phi mở lòng bàn tay, trong đó là một miếng ngọc bội nho nhỏ. Cầm lấy chơi đi. Tiểu Hoài Châu cầm ngọc bội, mỉm cười với Yến Tam Hợp. "Đa tạ Yến cô cô." "Yến cô cô." Tả Chi Phi hơi nghiêng đầu, thấp giọng nói: "Ta Chu Đáo chứ." Yến Tam Hợp nhẹ nhàng: "Ừ." Một tiếng ăn nói khéo léo, làm việc Chu Toàn, về sau gọi người Tả Chu Đáo. "Vị này là đại tỷ của ta, Tả Văn Xu." Tả Chi Phi đứng lại trước mặt một nữ tử áo xanh, tay vỗ nhẹ lên vai nàng. "Đại tỷ, nàng chính là Yến Tam Hợp." nữ tử mở to hai mắt, ngại ngùng cười với Yến Tam Hợp. Yến Tam Hợp khẽ gật đầu. Chào đại tiểu thư. Tả chi phi. Mắt tỷ tỷ ta không nhìn thấy. Yến Tam Hợp chấn động. Hèn gì trước đây nàng ở tả phủ gần một tháng, nhưng chưa từng gặp tả ra đại tiểu thư, thì ra là một người mù. Yến Tam Hợp thấy đôi mắt nàng không khác người thường, hỏi. Là sau này bị sao? Tả Văn su gật gật đầu. Lúc lên năm sáu tuổi thì không nhìn thấy. Yến Tam hợp lại chấn động. Nàng hóa niệm giải ma cho người khác, từng gặp đủ loại người, nghe đủ giọng nói, nhưng vị tả đại tiểu thư trước mắt này, tướng mạo thì không quá xuất chúng, nhưng giọng nói lại cực kỳ êm tai. Nàng chưa bao giờ nghe thấy giọng nói hay như thế bao giờ. Tả chi phi. Yến Tam hợp, hai vị này một vị là nhị ca ta, một vị là tiểu muội ta, người hẳn là đều đã từng gặp rồi. Yến Tam hợp gật gật đầu. Chào hai vị, Yến tỷ tỷ, thì cuối cùng cũng trở lại rồi." Tạ Uyển Xu chu môi, nũng nịu nói, "Ta đến tính tư cư thăm tỷ mấy lần rồi." "Ừ." Yến Tam Hợp gật đầu, ánh mắt vừa di chuyển, đã đụng phải tầm mắt của Tạ Nhị ra. Tạ Bất Hoặc cũng gật đầu với nàng, ánh mắt trầm tĩnh giống như hồ nước không có một tia gợn sóng. "Tạ Chi Phi, vị này là Liễu Di nương, vị này là La Di nương. Chào hai vị." Hai vị Di nương đồng loạt đứng dậy, hành lễ với Yến Tam Hợp. Chào cô nương. Yến Tam hợp đảo mắt qua, thầm giật mình. Liễu Di Nương không bồi phấn cũng không đeo châm nhọc, nhưng lại hơn xa vị la Di Nương trẻ tuổi xinh đẹp bên cạnh. Nếu chỉ xét dung nhan thì không nói, nhưng về thần thái khí độ thì... Trên đời này, chính phòng có diện mạo chính phòng, Di Nương có diện mạo Di Nương. Liễu Di Nương không chỉ có diện mạo của chính phòng, mà còn có khí độ chính phòng, cũng khó trách tả đạo chi lạnh nhạt với con trai con gái của nhị phòng như vậy. Nếu không thì sao họ có thể sống an ổn trong tạ trạch này được? Lão tổ tông, mọi người làm quen xong rồi, mở tiệc đi. Lão phu nhân không chút che giấu sự thiên vị của mình. Con và Yến cô nương ngồi bên cạnh ta. Tiệc gia đình được tổ chức ở sảnh phụ, một cái bàn tròn lớn, đồ ăn đã được mang lên đầy đủ. Yến tam hợp ngồi xuống bên cạnh lão phu nhân, vừa ngước mắt thì không thấy bóng dáng hai vị di nương đâu cả, nhịn không được ngửa người ra sau, nhìn tạ chi phi. Tạ Chi phi biết cái nhìn này là có ý gì, nhưng quy củ trong nhà là di nương là không được ngồi cùng bàn, mặc dù có ra yến cũng phải mở một bữa tiệc khác. Hắn nắm tay lại ho khan một tiếng, ý bảo yến tam hợp kệ đi. Lúc này Ngô Thị và Chu Thị hai người đứng dậy, hai người đứng ở phía sau lão phu nhân, một người cầm đũa, một người cầm khăn, cung cung kính kính hầu hạ lão phu nhân dùng cơm. Yến tam hợp thầm thấy ghê tởm, mặt mày lạnh lùng trầm xuống. Lão phu nhân, nếu hôm nay mở buổi yến tiệc này vì ta thì ta không có yêu cầu gì khác, để cho phu nhân và đại thiếu phu nhân cùng ngồi xuống, ăn bữa cơm đoàn viên đi. Lời này vừa nói ra, tất cả đều kinh hãi. Trong ánh mắt hoảng sợ của mọi người, gương mặt yến tam hợp không có chút biểu cảm. Cô thậm chí không thèm liếc nhìn bà lão một cái, chỉ đặt tay phải lên bàn, ngón trỏ gõ gõ lên bàn. Vừa giống như đang chờ lão phu nhân tỏ thái độ, lại như là đang biểu đạt sự không kiên nhẫn của mình. Sắc mặt lão phu nhân lập tức trắng bệch. Trước đây Yến hành thích làm động tác này nhất. Đôi mắt chợt ngấn lệ, bà cố gắng đè xuống. Hôm nay ra Yến, các người nghe Yến cô nương, ngồi xuống ăn cơm hết đu, không cần tuân thủ quy củ. Tất cả mọi người lại kinh hãi. Lão phu nhân coi trọng nhất là quy củ, bà thường nói một câu thế này, không quy củ thì không thành mọi sự. Trong sự kinh hãi đó, yến tam hợp lại không nhanh không chậm nói lão phu nhân gọi ta là tam hợp đi không cần mở miệng là cô nương này nọ đâu nàng cuối cùng cuối cùng cũng chịu thân thiết với ta rồi trong lòng lão phu nhân kích động nghẹn ngào nói được 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 nhiệt huyết cả người tạ chi phi đều bị mấy câu nói này của yến tam hợp đốt cháy rồi ai nói nhà đầu này không biết đối nhân xử thế chỉ là người ta khinh thường không tình cũng không nguyện nhìn xem cái chiêu một tiếng một lùi nắm bắt lão phu nhân trong lòng bàn tay kia, quá là tuyệt vời luôn. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói chợt vang lên. Cô nương đồng tình thì đồng tình, nhưng mà quy củ này vẫn phải tuân theo. Ngô thị cười híp mắt nói. Lão phu nhân lúc tuổi còn trẻ đã thủ tiết, nàn cực vạn khổ một mình nuôi lớn lão ra mới có được tả ra hôm nay. Ta hầu hạ lão phu nhân dùng cơm, là đang tận hiếu thay cho lão ra, không cảm thấy vất vả chút nào tả tam gia lập tức biến sắc. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 185, Linh Lung. Đâu chỉ có một mình tam gia biến sắc. Sắc mặt mọi người đều rất khó coi, nhất là tả đạo chi nghiến răng mắng một tiếng. Ngu phổ, chấm. Lời này nếu đặt ở lúc bình thường thì không hề sai, lão phu nhân có thể còn cười hít mắt mà khen một tiếng. Phu nhân hiếu thảo lắm, chấm. Nhưng hôm nay, trong trường hợp này, trước mặt Yến Tam Hợp, lời này không thể nói ra. Lão phu nhân có thủ tiết, có ngàn cực vạn khổ hay không, người khác không biết, nhưng Yến Tam Hợp lại biết rất rõ ràng. Lại nữa, Yến Tam Hợp lần đầu tiên lộ diện, xem như là khách. Khách đã nói giúp ngô thị ngươi, người không cảm ơn thì thôi đi, lại bác bỏ mặt mũi của khách trước mặt mọi người, rất không nên. Thứ ba, Yến Tam Hợp khó khăn lắm mới đồng ý dung nhập vào tạ gia, vì thế lão phu nhân còn chẳng cần đến quy củ, nhưng lúc này Ngô Thị lại nhảy ra, chẳng phải là muốn đuổi người đi sao. Ngay khi cả bàn người không biết nên nói tiếp như thế nào, thì tạ Chi Phi đứng lên, ấn Ngô Thị ngồi xuống ghế. Mẫu thân ơi, người đứng, tam hợp ngồi, người là trưởng bối, nàng là tiểu bối, chẳng phải là khiến nàng không được tự nhiên sao. Hơn nữa, bên cạnh lão phu nhân không phải còn có con sao, để con giúp lão phu nhân gấp đồ ăn là được rồi. Hắn cười tủm tỉm nói mắt lão phu nhân nhìn chỗ nào, đúa của con sẽ duỗi đến chỗ đó, đã ba tháng rồi con không gặp lão phu nhân, người để con thể hiện chút hiếu thảo với. Công phu nhìn mặt ngô thị có kém hơn nữa thì cũng nhìn thấy sắc mặt lão ra không tốt lắm, cho nên không dám nhiều lời nữa. Tạ chi phi trở lại vị trí của mình, nâng chung rượu lên, cười đến cực kỳ vô hại. Yến tam hợp, đa tạ ngươi đã nghĩ cho mẫu thân và đại tẩu ta, chén thứ nhất này ta thay hai người bọn họ kính ngươi, cũng kính lão tổ tông nhà ta, cuối cùng cũng đoàn tụ với tiểu bối bên nhà ngoại. Miệng này đâu chỉ bôi mật, phải nói là khai quang mới đúng. Vừa hóa giải được sự xấu hổ của mô thị, còn tiện thế vuốt mông ngựa lão phu nhân, mấu chốt nhất là hắn còn không quên dỗ nàng, còn dỗ rất thoải mái. Yến tam hợp nhìn tạ chi phi, tựa như thấy được một vị bồ tát tỏa hào quang lấp lánh lão tam đệ ngồi xuống chén thứ nhất không đến lượt đệ kính đâu tại nhi lịch chừng đệ đệ nhà mình một cái đứng dậy nâng chén với yến tam hợp nếu đã nhận người thì đã là người một nhà người một nhà không nói lời khách sáo về sau cô nương ở trong nhà dù là lão phu nhân hay phu nhân cũng đều sẽ thương ngươi như người một nhà nói đến nước này tình cảnh cũng có bậc thang cũng có yến tam hợp giơ cây chén lên thản nhiên nói hai chữ. Đa tả. Một bữa cơm, ăn vui vẻ hòa thuận, giống như màn vừa rồi chưa từng xảy ra vậy. Lão phu nhân đang vui nên uống nhiều hơn hai chén rượu, đầu nghiêng trên vai cháu trai thiêm thiếp. Tam gia nhìn qua phụ thân, tạ đạo chi buông đũa đứng lên, yến tiệc cuối cùng cũng tan. Trở lại tĩnh tư cư, yến tam hợp còn chưa thay quần áo đã đóng cửa lại, Kéo Lý Bất Môn ngồi xuống bên giường. Kể lại hết những gì nghe được ở Từ Ân Đường, nhìn thấy cho Lý Bất Môn. Lý Bất Môn nghe xong, vuốt cằm nói: "Vậy thì mẫu thân của tạ Tam Thập và tạ Ngũ Thập, tuy hiền lương đoan trang, hiếu thuận, nhưng có vẻ không được thông minh cho lắm nhỉ?" Yến Tam Hợp gật gật đầu. "Lý Bất Môn, còn tạ lão nhị nương, tuyệt đối không phải người bình thường, đã không biết nhà mẹ đẻ của nàng đã phạm tội gì?" Yến Tam Hợp lại gật gật đầu. Lý Bất Ngôn Đại tiểu thư 24 tuổi, theo Lý thì cô nương tuổi này sớm đã nên xuất các, xem ra tạ gia định nuôi nàng cả đời. Yến Tam Hợp lại gật gật đầu. Lý Bất Ngôn Người nói tạ Tam Thập và Chu Thị không nói nhiều, có thể thấy tình cảm của hai phu thê cũng bình thường, nếu không thì mấy năm nay dưới gối không chỉ có một đứa con, cũng không biết trong phòng tạ Tam Thập có mấy di nương. Yến Tam Hợp vẫn gật đầu như cũ. Cái miệng của tên tạ ngũ thập kia. Lý Bất Ngôn cười khúc khích. Quả thật người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, người chết nói sống, người sống nói chết, chẳng hay giỏi bằng hắn, tả chu đáo cũng chưa hay lắm, phải gọi là tả linh lung mới đúng, bát diện linh lung ấy, sao? Sao, bát diện linh lung là từ dùng để chỉ mấy người sống khôn khéo, sắc sảo à? Yến Tam Hợp không nhịn được, Còng môi cười. Lý bất ngôn đếm thử người, thấy vẫn còn thiếu một. Đúng rồi, tà tứ thập thì sao, sao ngươi không nói gì đến hắn vậy? Yến tam hợp bị nàng nhắc nhở thì chợt nhớ tới trên bàn cơm còn có một người như vậy. Hắn nói rất ít, không có cảm giác tồn tại. Lý bất ngôn. Đều là thiếu gia, sao một người thì được vạn người kính yêu, một người lại bị lạnh nhạt, thật đúng là khác nhau một trời một vực mà không liên quan đến chúng ta. Yến Tam Hợp lại nằm xuống, tay gối lên cánh tay. Bất ngôn, ta cũng không có ý định ở lại tà ra lâu, trong đại trạch này nhiều thứ lộn xộn, phí đầu óc cũng phí sức lực. Lý Bất Ngôn nằm xuống, nghiêng người nhìn nàng. Vậy ngươi còn chạy đi nhận người làm gì? Tà ta Tam Thập chân thành mời nên ta không tiện từ chối. Người ấy, nói cho cùng vẫn quá mềm lòng. Yến Tam Hợp bị giao huấn không tiện cãi lại, chỉ có thể truyền đề tài. Đúng rồi, giúp ta nghĩ cách mở miệng với tạ linh lung đi. Lý bắt ngôn đảo trong mắt. Ừm. Đối phó với cái gương mặt hồ ly cười cười của tạ linh lung, quả thực phải suy nghĩ cho thật kỹ. Hồ ly mặt cười đang ôm một ngàn lượng đại tàu vụng trộm nhét cho, ngồi trong phòng mẫu thân mô thị uống tổ yến. Ngô Thị nhìn đăm đăm con trai mình, nhìn thế nào cũng thất thật thích. Ăn xong, Tam Gia lau miệng, ánh mắt vừa dịu dàng vừa ngoan ngoãn nhìn nàng. Nương, theo này gặp chuyện liên quan đến Yến Tam Hợp, người nhớ ký câu này của con trai. Câu gì? Yến Tam Hợp nói cái gì, thì chính là cái đó. Ngô Thị kéo cánh tay con trai. Con trai, nàng ta rốt cuộc là gì của lão phu nhân thế, con nói thật với nương đi chỉ là một người họ hàng xa của lão phu nhân, lão phu nhân thấy nàng là cô nhi, cho nên nhận vào trong phủ nuôi thôi. Một cô nhi cũng không đến mức coi như bảo bối vậy chứ. Tạ tam gia dỗ. Sao có thể không coi như bảo bối chứ, lão phu nhân tổng cộng có mấy người nhà bên ngoài. Không có, chỉ có một mình nàng. Nương đối tốt với nàng, thì chính là đối tốt với lão phu nhân. Ngô thị ngượng ngùng buông tay ra, nghĩ một hồi thấy không đúng, lại nắm chặt. Lão phu nhân hôm nay để cho hai đứa một trái một phải ngồi ở bên cạnh bà, không phải là muốn gả nàng cho con đó chứ. Vậy sao có thể chứ? Con thì sao? Ngô thị lo lắng nói. Con nói thay cho nàng như vậy, không phải thích nàng rồi đó chứ. Tạ tam gia không ngờ mẫu thân ruột mình lại đột nhiên hỏi như vậy, chợt giật mình. Con trai mình là loại người gì, người khác không biết, ngô thị có thể không biết sao? bà vừa thấy con trai kinh ngạc thì cực kỳ tức giận đánh hắn một cái thân phận của nàng cha là gì thân phận của con là gì môn không đăng hộ không đối con đừng có lộn xộn nương nghĩ đi đâu rồi thế tạ chi phi xót xoa cánh tay con chỉ coi nàng ta như muội muội thôi tốt nhất là như vậy ngô thị tận tình khuyên bảo con tuổi cũng không nhỏ nữa hay là mau sớm quyết định với đỗ nha đầu đi đứa nhỏ kia tuy nói có hơi kiêu căng nhưng xuất thân rất tốt cha con cái gì cũng tốt chỉ là không quan tâm nhiều đến hôn sự của con lắm theo lý mà nói nương đừng theo lý mà nói nữa tạ chi phi vừa nghe thấy lời này đã muốn chuồn đi con mệt quá về nghỉ trước đây nương cũng nghỉ ngơi sớm đi ngô thị vẫn còn muốn nói con đừng trách nương nói nhiều khóc kinh thành này người duy nhất không chê con đoản mệnh lại một lòng một dạ với con, nương thấy cũng chỉ có đỗ nha đầu chứ chẳng có ai khác đâu. Vừa nói xong, thì nước mắt đã rơi xuống. Vẫn là nương xin lỗi con, không cho con một sức khỏe tốt, từ nhỏ đến lớn phải chịu không biết bao nhiêu khổ sở. Lại nữa rồi. Tạ chi phi thầm thở dài nặng nề. Chương 186, Liễu Thị. Từ ân đường, lão phu nhân tỉnh rượu hơn phân nửa, sau đó cũng chẳng thể ngủ được. Nghĩ đến một tiếng. Gọi ta là Tam hợp đi, thì trong lòng lại thấy cực kỳ vui vẻ. Người đâu, đi gọi lão gia tới đây. Tạ Đạo Chi đã đi tới cửa Mộc Hương viện, Mộc Hương viện là nơi Liễu Di nương ở, nghe lão phu nhân gọi hắn thì đành phải quay trở lại. Vừa vào cửa, đã nghe lão phu nhân cười híp mắt nói: "Lão gia à, nha đầu Tam hợp kia xem như đã chịu ở lại rồi, chuyện sau đó chúng ta cũng phải tính thay cho nó thôi." Tạ đạo chi đoán được lão thái quá vội vã gọi hắn tới, chắc chắn là vì chuyện của Yến Tam Hợp rồi. Hắn ngồi xuống mép giường, xấu hổ nói. Việc này nhi tử cũng đã cân nhắc, để tâm rồi, không giấu mẫu thân, hôn sự của nàng. Khó lắm. Lão phu nhân đương nhiên hiểu được một chữ. Khó. Này, là khó ở đâu? Chuyện cưới gả, chú ý nhất là bốn chữ môn đăng hộ đối. Yến tam hợp cuối cũng vẫn mang họ Yến, không phải họ tả, tộc Yến Thị nghèo túng mấy chục năm, Yến Hành lại là một quan viên bị lưu đày nữa. Cao môn đại tộc cưới thê tử, ít nhất phải xem ra thế và nhân phẩm của tổ tông ba đời, nếu như là cao môn thế gia thì không thể rồi. Hạ thấp yêu cầu, gả cho dân chúng bình thường thì cũng được, có của hồi môn và sự giúp đỡ của tạ gia thì phía bên nhà trượng phu cũng chỉ có thể cung phục nàng mà thôi, nhưng sao lão phu nhân có thể để nàng gả xuống thấp như thế được? một người xinh đẹp biết đọc sách viết chữ đẹp vẽ tranh đẹp gả xuống thấp thì rõ ràng là trà đạp cô lão phu nhân đào mắt những học sinh của quốc tử giám có ai nhân phẩm tướng mạo xuất chúng nhưng gia cảnh hơi kém một chút không con cũng từng có suy nghĩ này và quả thật cũng đã chọn chúng vài người xuất chúng nhưng nhưng cái gì đến bây giờ tạ đạo chi cũng chỉ có thể ăn ngay nói thật ba tháng nay nàng ta đi khỏi đây Thực ra không phải về phủ Vân Nam viếng mộ yến tổ phụ gì cả mà là đi hóa niệm giải ma cho quý gia lão phu nhân, lão tam nhà chúng ta cũng đi cùng." Tạ đạo chi thấp giọng nói, "Không dám nói với người, một là không thể để lộ ra, hai là sợ người nhớ thương." Giống như có một đạo thiên lôi đánh tới, khiến lão phu nhân trợn tròn mắt. Lập tức hiểu ra chữ. "Khó, mà con trai mình nói và chữ." "Khó, mình nghĩ không hề giống nhau." nhà đầu này không phải không thế gả cao hay thấp, mà căn bản là không thể gả đi. Ai lại đi cưới một người hóa niệm giải ma cho người chết chứ? Vậy, vậy làm sao bây giờ? Bà luống cuống. Cũng không thể cả đời làm một cô nương già chứ, trong nhà đã có một người rồi, lại thêm một người nữa. Hai, cũng không phải nuôi không nổi, mấu chốt là ta thấy có lỗi với tổ phụ nàng. Tạ đạo chi. Mẫu thân đừng hoảng hốt, việc này còn phải bàn bạc kỹ hơn bàn bạc bà kỹ hơn, cũng không gả được. Lão phu nhân nắm lấy tay con trai. Lão nhị không phải còn chưa thành thân sao, gả cho nó thì sao? Mẫu thân. Tạ đạo chi đứng bật dậy. Người đang nói bậy bạ gì vậy? Mộc hương viện. Đèn đuốc hơi tối. Liễu di nương ngồi dưới đèn, nghe tạo uyển su lải nhải chuyện trên bàn cơm. Chờ nữ nhi này xong, nàng xoa xoa đầu nữ nhi, nhẹ giọng nói. Không còn sớm nữa, đi ngủ đi, ban đêm đừng đạp chăn kêu nha hoàn cẩn thận một chút ca ca thì sao tạ uyển xu nhìn tạ bất hoặc tựa bên cửa sổ huynh ấy không đi sao ta có mấy lời muốn nói với di nương muội về trước đi cứ thích gạt muội ra một bên nói nhỏ to với di nương tạ uyển xu lầm bầm một câu hành lễ với liễu di nương rồi xoay người rời đi tạ bất hoặc lúc này mới đi qua ngồi xuống vừa rồi phu nhân có nói một câu sau khi nói xong thì không chỉ có lão phu nhân biến sắc mà phụ thân đại ca và đại tẩu có sắc mặt cũng không tốt lắm liễu di nương cười nói chuyện này con thấy thế nào tạ bất hoặc yến tam hợp này có quan hệ sâu xa với nhà chúng ta trừ cái đó ra thì sao nàng không phải nữ tử trong khuê phòng bình thường hơn nữa nàng không hề đối xử tôn kính với lão phu nhân liễu di nương suy nghĩ một lát cô nương kia không phải người nhà của lão phu nhân tạ bất hoặc kinh hãi. Vì sao? Con xem ngón tay của nàng, vừa dài vừa nhỏ vừa trắng, nhà ngoại lão phu nhân rất nghèo, không nuôi ra được một đôi tay tốt như vậy, đây là điều thứ nhất. Liễu Di nương rót chung trà ấm cho nhi tử. Cách bài trí ở Từ Ân Đường toàn là thứ tốt nhất trong phủ, nàng từ bên ngoài đi vào, nhưng lại chẳng thèm liếc một cái. Lão Tam giúp nàng nhận người, nàng nhận rất tự nhiên sảng khoái. Bên nhà ngoại của lão phu nhân cũng nuôi không ra được một người không kiêu ngạo không xiểm nịnh như vậy. Tạ bất hoặc tỉ mỉ suy nghĩ, thấy cực kỳ có lý. Nàng ta bảo phu nhân và đại phu nhân ngồi xuống ăn cơm, không phải là vì không hiểu quy củ, thứ nhất là vì nàng lớn gan, thứ hai chứng tỏ nàng lương thiện, nếu không thì trước đó cũng không ra tay cứu muội muội con. Liễu Di Nương mỉm cười. Ngô Thị đánh vào mặt nàng như vậy, nàng không nói một lời, có thể thấy được khí độ không nhỏ người có khí độ lớn, hoặc là hàm dưỡng tốt, hoặc là tâm cao khí ngạo, khinh thường nói nhiều. Cho nên, đừng coi nàng là cô nhi, nước sau lưng chắc chắn không hề cạn đâu. Di Nương phân tích rất đúng. Tạ bất hoặc suy nghĩ một chút, lại nói. dáng vẻ ăn cơm của nàng chậm rãi, có bài bản hẳn hoi, đúa đặt thế nào, thìa đặt thế nào, chẳng hề sai sót, có thể thấy là được nuôi dậy rất tốt. Nói như vậy, thì nước càng sâu. Liễu Di Nương nhìn con, thở dài thật sâu. Di nương thở dài cái gì thế? Đối với vị yến cô nương kia, di nương không lo lắng lắm, chỉ lo lắng một chuyện. Chuyện gì à? Ta sợ lão phu nhân đặt chủ ý vào hôn sự của con. Tạ bất hoặc cả kinh. Rõ ràng lão phu nhân gọi nàng và lão tam đến ngồi bên cạnh mình mà. Liễu di nương nhấp một ngụm trà. Con là con thứ, lão tam là đích, con là huynh trưởng, lão tam là con út, lão tam ở quan trường, phải như Đỗ Y Vân mới xứng, mà con làm thương nghiệp. Không biết có phải bởi vì trên bàn cơm có uống mấy chén rượu hay không mà tạ bất hoặc cảm thấy không chỉ có tức ngực mà trong người còn rất nóng này. Không cần lo lắng. Liễu di nương vỗ vỗ mở u bàn tay nhi tử. Nếu con có ý với nàng, thì chỉ cần đồng ý, người như nàng sẽ chỉ có thể giúp đỡ cho con, tuyệt đối không làm liên lụy đến con. Tạ bất hoặc cười gần. Nếu như con không có ý với nàng thì sao? Liễu Di Nương chiều mến nhìn khuôn mặt tuấn tú của Nhi Tử, ung dung nói. Vậy thì đừng hòng khiến con trai ta ấm ức. Ra. Ô hành bên ngoài kêu một tiếng. Di Nương, con đi đây. Nghỉ ngơi sớm một chút. Tạ bất hoặc gật đầu với Liễu Di Nương, vén rèm đi ra ngoài. Ô hành tiến lên nói nhỏ. Nhị ra, người quý gia vừa mới tới, tam gia tự dẫn người đến tính tư cư. Đồng tử tạ bất hoặc chợt co rút lại. Tính tư cư và người quý gia có quan hệ gì? Ô hành lắc đầu. Là ai của quý gia tới? Là đại gia quý phủ. Tạ bất hoặc nhíu mày. Ngươi còn nhớ trước khi Yến Tam Hợp rời khỏi kinh thành, đã từng đến quý gia một chuyến không? Còn nhớ à, là do bùi gia mang theo đến quý gia, còn ở quý gia hơn nửa ngày mới trở về. Ngươi không cảm thấy rất kỳ quái sao? Giọng tạ bất hoặc con âm u hơn cả bóng đêm. Nàng đến quý gia một hồi, Vừa trở về thì quý gia lại có người tới. Ô hành gật đầu. Đúng là có chút kỳ quái. Tạ bất hoặc. Yến Tam Hợp vừa đi, Lão Tam đã bị bệnh. Yến Tam Hợp trở về, Lão Tam khỏi bệnh. Thật sự là trùng hợp như vậy sao? Ô hành. Vẫn là nương nói đúng, nước sau lưng cô nương này rất sâu. Tạ bất hoặc phất phất tay áo, bước nhanh vào trong bóng đêm. mươi 187, Thanh Lý. Tĩnh Tư Cư. Con trai trưởng của Quý Lăng Xuyên là Quý Hải Đông vén áo bào, quỳ xuống đất dập đầu ba cái với Yến Tam Hợp. Dập xong, dùng cả tay chân đứng lên, trịnh trọng nói. Phụ thân trọng thương nằm ở nhà, không thể tự mình tới, nên nhờ ta chuyển cho Yến cô nương ba câu. Yến Tam Hợp. Người nói đi, câu đầu tiên là cảm ơn. Ừ. Câu thứ hai là chuyện người đồng ý lúc trước, tuyệt không nuốt lời. Nếu ông ấy mất mạng không thể trở về kinh thành, thì trưởng tử quý hải đông ta sẽ giúp ông hoàn thành, xin cô nương yên tâm. Ừ, câu cuối cùng. Quý hải đông nhìn yến tam hợp. Kính xin cô nương lưu tình, cho quý gia một con đường sống. Câu nói cuối cùng vừa thốt ra, tạ chi phi đứng giữa cửa như mí mắt. Đây là muốn yến tam hợp giữ kín chuyện của lão phu nhân với ngô quan nguyệt đây mà. Yến tam hợp đứng lên, đi tới trước mặt quý hải đông. Quý hải đông cao hơn cô một cái đầu nhưng lại theo bản năng lui về phía sau nửa bước. Chuyện của lão phu nhân, phụ thân đã nói hết cho hắn biết. Nếu như không phải thập nhị đệ chết đi sống lại, thì hắn sẽ chẳng thể tin tiểu cô nương trẻ tuổi xinh đẹp trước mắt này lại là người thay lão phu nhân hóa niệm giải ma. Ta cũng có ba câu nói muốn truyền cho hắn." Cô nương mời nói." Yến Tam hợp, tiền hàng thanh toán đã xong, không cần cảm ơn." Quý Hải Đông cung kính nói. "Vâng." Yến Tam Hợp. Chuyện hắn đồng ý với ta, cho dù không nhờ ngươi nói thì ta cũng không lo hắn nuốt lời. Nếu hắn muốn nuốt lời thật đi nữa thì ta cũng có cách đòi lại, huống chi ngẩng đầu ba thước còn có thần linh. Quý Hải Đông sợ tới mức lui về phía sau nửa bước. Câu cuối cùng. Yến Tam Hợp lạnh lùng nhìn hắn. Trong lúc quan tài khép lại, chuyện của lão phu nhân đã dừng lại ở chỗ ta, đường sống của các ngươi không nằm ở ta mà là ở các ngươi. Quý Hải Đông nghe xong thì sắc mặt căng thẳng. "Đa tạ cô nương, ta sẽ nói thật cho phụ thân nghe. Như vậy đi, ta không tiễn." Yến Tam hợp xoay người, bóng lưng tỏa ra sự lạnh lẽo cách người ngàn dặm. Quý Hải Đông không dám nhiều lời, vội vàng xoay người rời đi, đi tới cửa thì Tạ Chi Phi lại đưa tay ngăn hắn lại. "Ta còn có một câu, cũng làm phiền Hải Đông ca mang đến cho quý bá." Quý Hải Đông rất quen thuộc với Tạ Chi Phi thừa vũ cứ nói đi tạ chi phi chó đen cũng thế mà chó nhà cũng vậy tuyệt đối không được nói với bất cứ ai vẻ mặt quý hải đông mơ hồ tạ chi phi vừa thấy vẻ mặt này của hắn thì đã biết quý lăng xuyên ngậm miệng rất chặt đối với vụ án trịnh gia đến con ruột cũng không nói trong lòng chợt thấy yên tâm lời này ngươi cứ nói với phụ thân ngươi ông ta khắc hiểu đi thôi ta tiễn hải đông ca được lúc sắp đến cửa thứ hai, tạ chi phi đột nhiên ho khan một tiếng, đẻ nén giọng nói. sau khi vết thương của quý bá lành, bảo ông ấy sớm lên đường, không nên trì hoãn. ra. chu thanh nhìn bóng lưng quý hải đông, nhịn không được hỏi. tại sao lại nói quý lão gia khởi hành sớm một chút? tạ chi phi như vậy hắn mới có thời gian đến bờ sông bắc thương nhìn thử một chút. chu thanh quay về thôi. tạ chi phi xoay người đột nhiên lại nhớ tới cái gì. Ta nhớ trước khi chúng ta rời khỏi kinh thành, có người đi quan sát từ thịnh, có nhìn ra động tĩnh gì không thế? Chân phế rồi, ba tháng không ra khỏi cửa, không có động tĩnh gì. Sẽ què sao? Thẩm trùng ra tay, có thể không què sao? Ta thích sự ác độc của tiểu tử kia. Ánh mắt và thần sắc tạ chi phi đều có chút khó lường. Chúng ta có thể đưa tay vào hình bộ không? Chu Thanh. Ra muốn xem hồ sơ vụ án trịnh ra một lần nữa sao? Tạ Chi Phi. Không phải ta xem, mà là Yến cô nương nhà chúng ta xem. Chu Thanh lắc đầu. Hình bộ khó, đại lý tự và đô sát viện còn có thể nghĩ cách. Tạ Chi Phi vỗ vỗ vai hắn. Vậy nghĩ cách đi, tiền không thành vấn đề, quan trọng nhất là làm kín không kẽ hở. Vâng, còn nữa, chuyện của Chu giá phòng trừng rất nhanh sẽ được đưa đến lại bộ, người giúp ta lưu tâm một chút. Vâng, quan sát cửa cung, Thái Tôn đi ra thì mau thông báo cho ta và Minh Đình. Gia yên tâm, đã phái người theo dõi rồi. Chu Thanh ngả. Tạ Chi Phi nhìn hắn, cúi đầu nói một tiếng. Ra rời khỏi ngươi thì phải làm sao bây giờ? Mặt Chu Thanh đỏ lên, câm lặng. Bên trong tính tư cư, Yến Tam Hợp rửa mặt xong, nhìn thoáng qua Lý Bất Ngôn một cái rồi ngã ra giường ngủ. Lý Bất Ngôn giúp nàng đắp chăn mỏng lên người, đóng cửa ra ngoài. Thang viên đang thu dọn bàn ghế trong nhà chính, cửa viện đã hạ xuống. Ừm. Im lặng là cơ hội để nói chuyện. Thang viên thu dọn xong, quay người lại, Lý Bất Ngôn đã đứng ở phía sau nàng. Cô nương có chuyện gì sao? Có. Lý Bất Ngôn thẳng lưng. Ta và Yến Tam Hợp đều là người thẳng tính, thích nói thẳng. Gọi thẳng tên chủ tử, ai, ai, ai cho nàng lá gan như thế? Thang viên bắt đầu có chút choáng váng mắt hoa. Ta phủ nhiều nha hoàn tỷ nữ như vậy, người có thể tới tính tư cư, nói cho cùng vẫn là có duyên với Yến Tam Hợp. Lý bất ngôn. Nhưng duyên phận thì không được lâu, hôm nay hợp ngày mai tan, thứ thực sự có thể đi lâu dài, chính là tình cảm. Thang viên nghe có hơi bối rối. Tình cảm cũng giống như tiết kiệm tiền vậy, người để dành một ít vào bình, nàng để dành một ít vào bình, tiền càng ngày càng nhiều, tình cảm cũng càng ngày càng nồng đậm, e là. Lý bất ngôn chuyển lời. Người ở trước mặt nàng đặt tiền vào trong bình, nàng vừa quay người lại, Ngươi đã đem tiền trong bình cho người khác. Sắc mặt thang viên chợt trắng bệch. Nàng, nàng. Các nàng đều biết cả rồi. Lý bất ngôn mỉm cười, mắt mày đều cong lên, nhưng lại chẳng có bao nhiêu ý cười thật tâm. Con người của Yến Tam Hợp, ngươi nhìn từ xa thì chính là khối băng, nhưng phải chi ngươi nhìn gần, chật chật chật. Cô đưa tay nhẹ nhàng búng lên chán cô. Thang viên à, không nên dùng mông để quyết định mọi chuyện điều gì cũng có thể bỏ lỡ, nhưng nếu như để bỏ lỡ nàng, thì sẽ hối hận đó. Chân thang viên mềm nhũn, trực tiếp ngã ngồi dưới đất. Đêm khuya, cửa viện kéo ra một khe hở, thang viên như con mèo chui ra ngoài, nhìn xung quanh một chút, lại nhanh chân bỏ chạy một mạch chạy đến trong viện tạ tam gia, gõ cửa rầm rầm. Một lát sau, nàng quỳ trên mặt đất, cúi đầu, kể lại lời của Lý Bất Ngôn cho Tam Gia nghe không sót một chữ. Tạ Chi Phi vốn đã ngủ, vừa nghe mấy câu này thì chẳng còn buồn ngủ nữa. Hay lắm, mới vừa về tả phủ, chăn còn chưa ủ ấm, nhà đầu kia đã bắt tay thanh lý người bên cạnh, tay vung đao rơi xuống, còn chẳng khựng lại chút nào. Chỉ một chữ, nhanh. Người có suy nghĩ gì? Hắn hỏi. Thang viên cắn môi, không lên tiếng cứ nói hết suy nghĩ trong lòng ngươi đi. Đừng sợ, tam gia không ăn thịt người. Tam gia. Thang viên ngừng đầu, hốc mắt đỏ lên nói. Nô tỳ cảm thấy Yến cô nương rất tốt, nô tỳ nghĩ. Muốn làm gì? Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio. Chương 188, nói rõ. Thang viên nghiến răng một cái, dậm chân nói. Nô tỳ muốn đi theo Yến cô nương. Tốt. Tạ chi phi dứt khoát nói. Sau này đừng chạy vào viện tam gia, phía bên tả tổng quản để ta nói. Thang viên trăm triệu lần không ngờ, chuyện này lại thuận lợi như vậy, vội vàng dập đầu với tam gia. Một cái dập đầu cực kỳ vang. Được, được, chủ tử nhà ngươi không thích làm như thế. Tạ chi phi che miệng ngáp một cái, ánh mắt ngấn nước. Ngươi là ngươi hiểu bổn phận, hầu hạ nàng cho tốt, không nên có tâm tư khác. Nô tỳ cảm tạ đại ân của tam gia. Thang viên thức thời lui ra ngoài. Tạ Chi Phi vểnh hai chân lên bàn, tay gối lên gáy, một lúc lâu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười như có như không. Chu Thanh, ra cười cái gì thế? Cười gì ư? Ta cười ta tự cho bản thân làm việc kín kẽ không chỗ hở, ai biết người ta đã nhìn thấu ra từ 800 năm trước rồi. Cái câu dùng mông quyết định kia, tám phần là nói cho Tam gia ta nghe. Chu Thanh muốn cười, nhưng không dám. Tạ Chi Phi lắc đầu. Được rồi, phiền Chu gia vất vả một chút, đi nhắn với tả tiểu hoa một tiếng, bảo hắn sau này đừng xen vào chuyện của tĩnh tư cư nữa. Chu Thanh. Vâng, khoan đã. Tạ Chi Phi thu hồi hai chân dài, đứng lên, chắp tay. Ngươi tiện đường quẹo qua tính tư cư một cái, nhận sai với hai người kia giúp tam gia. Có cần thiết không, thế mặt mũi của gia để ở đâu chứ? Sao lại không cần thiết? Tam gia vừa ngáp một cái, vừa đi vào trong phòng. Chút mặt mũi này, không dùng được ở chỗ yến tam hợp. Nhà đầu kia, phải dỗ dành, phải dịu dàng, phải thuận theo, vuốt lông, nàng mới có thể cam tâm tình nguyện giúp ngươi điều tra vụ án. Về phần nàng rốt cuộc là thần thánh phương nào, tạ chi phi nghiến răng, không vội, sớm muộn gì cũng biết rõ thôi. Yến tam hợp lần đầu tiên mở mắt tỉnh dậy vào sáng sớm hai ngày sau. Vừa mở mắt, nàng đã kêu đói, Lý bất ngôn vội vàng bảo thang viên đi chuẩn bị thức ăn. Hai chén cơm, sáu món ăn, một chén canh, yến tam hợp ăn sạch sẽ, ăn xong, vừa nhắm mắt, lại ngủ say. Thang viên kinh hồn bạt vía hỏi. Hay là mời bùi thái y tới bắt mạch, không cần, nàng là thiếu ngủ, cũng mệt mỏi quá thôi. Lý bất ngôn kéo thang viên ra gian ngoài, nhe răng cười. Đúng rồi, tam gia nhà các ngươi hai ngày nay bận rộn cái gì thế? Thang viên vừa nghe lời này vội vàng quỳ xuống đất, dũng cảm nâng cầm lên. Tam gia đang bận cái gì, nô tỳ không dám hỏi thăm, nô tỳ chỉ biết từ nay về sau sẽ hầu hạ cô nương cẩn thận, những thứ khác đều không biết, cũng không muốn biết. Ừ, cuối cùng cũng theo ý mình rồi. Lý bất ngôn đỡ nàng đứng lên, thuận thế ôm lấy vai nàng. Nhưng có một số việc nên hỏi thăm, thì phải hỏi thăm, nên biết, thì phải biết. Thang viên, hả? Lý bất ngôn mở to đôi mắt trắng đen rõ ràng, nghiêng đầu nhìn thang viên. Nhất là chuyện tam gia, cô nương nhà chúng ta rất tò mò. Thang viên mở to hai mắt, cảm giác tim mình không nhảy nữa. Ý ngươi là sao? Là kêu nàng hỏi thăm nhiều chuyện của tam gia, sau đó nói cho cô nương nghe sao? Đừng sợ, đừng sợ. Lý bất ngôn hướng dẫn từng bước. Để ý nhiều một chút là được, tỷ như tam gia thích cái gì, không thích cái gì, thường làm cái gì, không thường làm cái gì. Thang viên kinh sợ mắt lời. Cô nương chúng ta có phải để ý Tam gia rồi không? Lý Bất Ngôn gãi đầu. Là để ý, nhưng không phải ý cái này mà để ý cái khác. Nhanh khuyên cô nương đừng để ý nữa, Tam gia là của Đỗ cô nương rồi, Đỗ cô nương nhìn thì hòa khí, thực ra rất ghê gớm, cô nương đấu không lại đâu. Lý Bất Ngôn lại gãi đầu. Thật sao? Còn có người yến tam hợp đấu không lại sao? đúng ó chị bữa suýt đi bán muối đó chị đó hơi bị ghê người yến tam hợp đấu không lại ngày hôm sau đã tới tạ phủ đáng tiếc lại mất công trời còn chưa sáng tam gia đã đi nha môn rồi nhớ thương suốt ba tháng lại không thấy người đỗ cô nương nhào vào trong lòng đại nãi nãi chu thị khóc không ngừng trong lòng chu thị rất rõ ràng lão tam đang trốn tránh đỗ y vân lại không thể nói rõ chỉ có thể khuyên nhủ sau khi khuyên xong, Đỗ Y Vân càng khóc dữ dội hơn. Lúc Chu thị đang không biết làm gì, thì phu nhân đã phái người tới đón Đỗ Y Vân. Mẹ chồng tương lai cho mời, Đỗ Y Vân lau nước mắt rồi đi theo. Chu thị nhìn bóng lưng nàng, khóe miệng nhếch nụ cười lạnh lẽo. Xuân Đào Bưng chung trà lên, nhẹ giọng nói: "Nô tỳ nhìn không thấu, Tam gia và Đỗ cô nương bây giờ rốt cuộc là sao?" Một người đuổi, một người trốn. Chu thị khuyên đến miệng khô lưỡi khô, nhận lấy chung trà uống hai ngụm. Còn nhìn không rõ sao, lão phu nhân, phu nhân thích đỗ cô nương, nhưng lão gia sống chết không nhả ra, không liên quan đến hai đứa nhỏ kia. Môn đệ đỗ ra, lão gia còn chướng mắt sao? Huống chi tam gia cũng không phải là người sống lâu. Nữ nhân trong nội trạch chúng ta nhìn không rõ chuyện bên ngoài. Chu thị đặt chung trà xuống. Chỉ sợ còn có liên quan đến triều đình. Xuân Đào vừa nghe hai chữ, Triều Đình sợ tới mức vội ngậm miệng lại, không dám hỏi thêm một chữ nữa, lại nghe Chu thị nói: "Yến cô nương đang làm gì vậy? Nghe nói còn chưa dậy." Chu thị chợt nở nụ cười thật đẹp. Ngày ngày ngủ vui, không quan tâm người khác nhìn nàng như thế nào, lễ nghĩa quy củ gì đều vứt hết sang bên. Tính cách đúng là chân thật. Năm nay nàng 17 rồi nhỉ, nghe nói là 17 rồi. Sinh nhật lúc nào? Không nghe nói đến chuyện này tìm cơ hội hỏi thăm một chút đừng bỏ lỡ ngày tháng tránh cho cô nương người ta tủi thân xuân đào vừa nghe lời này vội cười nói xem ra phu nhân có ấn tượng rất tốt với yến cô nương sao lại không tốt được chứ nàng gả vào tạ phủ nhiều năm như vậy cho dù đến tháng bụng dưới đau muốn chết cũng phải nghiến răng hầu hạ lão phu nhân phu nhân dùng cơm có ai nói giúp nàng một câu chưa nàng mặc dù lạnh nhưng có lòng Đỗ cô nương mặc dù nóng. Chu thị lạnh lùng cười. Ta khuyên nàng nửa ngày, đến cả một tiếng cảm ơn cũng không có, có thể thấy được là không có lòng. Ta nếu là lão tam, thà rằng cưới yến cô nương, cũng sẽ không cưới đỗ cô nương. Chỉ tiếc, rất nhiều người cứ nhìn không rõ. Tạ lão tam căn bản không biết những khúc khuỷu trong lòng các nữ tử này. Dưỡng bệnh ba tháng, bao nhiêu công vụ ở binh mã ti bắc thành chất thành đống, hắn bận đến mức chân không chạm đất, mấy ngày nay dứt khoát nghỉ ngơi ở trong nha môn. Đình nhất phỏng đoán tâm tư chủ nhân không được, công việc lại làm rất lưu loát, hơn nữa còn có thêm chu thanh, chủ tớ ba người bận rộn suốt ba ngày ba đêm mới xử lý xong hết mọi chuyện. Trưa ngày thứ tư, mới nhàn rỗi một chút thì bùi đại nhân lại mặc một thân quan bào vui vẻ đi tới. Tạ Chi Phi đang uống trà, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, còn chưa kịp nuốt nước trà xuống, thì đã nghe Bùi Minh Đình la lên một câu. Tạ ngũ thập, bà mối ta mời xong rồi, cũng không biết nên tìm ai để nói, cha ngươi có thể làm chủ cho Yến Tam Hợp, hay là lão phu nhân nhà ngươi đây? Phụt! Nước trà trực tiếp phun ra khỏi miệng tạ ngũ thập. Chương 189, nhìn chúng. Bùi tiếu ngẩng đầu nhìn bọt trà trên chán, nổi giận nói. Tạ ngũ thập, con bà nó ngươi mới ba tuổi sao, sao dám phun nước trà trên mặt ta thế hả? Phun vào mặt ngươi thì sao? Già còn muốn tạt vào mặt ngươi nữa kia. Tạ ngũ thập ném chung trà đi, nhận lấy khăn ướt đinh nhất đưa tới để lau tay lau miệng, cười gần nói. Ngươi còn cần mời bà mối sao, trực tiếp động phòng là được rồi. Ta là luận người không có quy củ, tùy tiện sao hả? Bùi tiếu nhận lấy khăn chu thanh đưa tới, vừa lau, vừa giống to với tạ ngũ thập cẩn thận bà đồng yến biết đánh ngươi u đầu đó đánh ngươi thì có tạ chi phi lười nói nhảm với người này liếc xéo hắn một cái thấy đinh nhất còn đứng trước mặt cả giận nói còn thất thần làm gì quạt của da đâu trà đâu dưa quả đâu đinh nhất chẳng có chút mắt nhìn nào có phải mới vừa khen ngươi vài câu ngươi đã đắc ý lên trời rồi không không biết bản thân bao nhiêu cân bao nhiêu lượng hả đinh nhất cút 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 Tạ Chi Phi không kiên nhẫn phất phất tay. Đinh nhất, đinh nhất thập tuổi thân lăn đi. Lăn vài bước, lại đột nhiên quay đầu u oán nhìn Tạ Chi Phi, trong lòng đưa ra một kết luận. Kết luận này tiểu bùi gia đã nói thay hắn rồi. Tạ ngũ thập, ngươi thật sự cần tìm một nữ nhân để giải tỏa đi, sao nóng này lại lớn như thế hả? Giải tỏa mỗi mỗi ngươi. Tạ Chi Phi không biết vì sao, mà cứ cảm thấy trong lòng có mọn lửa lớn không có chỗ phát ra. Nhìn bùi tiếu lúc này mắt không phải mắt, mũi không phải mũi, chưa bao giờ thấy hắn đáng ghét như vậy. Tả ngũ thập, vừa rồi ta hỏi ngươi, ngươi còn chưa trả lời đấy. Trả lời cái gì? Tạ Chi Phi cười gần nói. Trong tạ phủ, không ai có thể làm chủ cho bà Đồng Yến được cả. Bùi tiếu cau mày lầm bầm. Hôn nhân đại sự, mệnh của phu mẫu, lời của mai mối, nàng không phụ không mẫu, không thể mai mối ta quả thực hình như không biết xuống tay ở đâu tự tin lên xóa chữa quả thực hình như đi tạ chi phi cũng không tin bùi gia đã vượt qua cửa ải kia rồi cố ý hỏi cha ngươi biết việc này không bùi tiếu lắc đầu nương ngươi thì sao bùi tiếu lại lắc đầu vậy mệnh của cha mẹ ngươi thì sao bùi tiếu rất đứng đắn trả lời hắn một câu ta đã nói chuyện với phật tổ rồi phật tổ nói thân do tâm động tâm do tình động. Tạ chi phi, im lặng, không khí trong phòng yên tĩnh đến gần như hít thở không thông. Một bên, Chu Thanh ngừng thở, cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại của mình, việc này bùi ra đùa hơi quá trớn rồi. Tạ ngũ thập, tiểu cảm của ngươi là có ý gì hả? Bùi tiếu chỉ vào bộ quan phục trên người. Ta là quan của tăng lục đạo, Phật tổ chính là phụ mẫu cơm áo của ta. Tổ tông ơi! ngọn lửa trong lòng tạ chi phi lại chẳng biết vì sao vèo một cách không còn gì nữa, chỉ còn lại cảm giác vui sướng khi người gặp hòa. Hôn nhân đại sự, không phải trò đùa, chuyện này ngươi phải thương lượng với phủ mẫu trước, trưng cầu sự đồng ý của họ. Đợi họ đồng ý thì, hoa cúc cũng nguội mất rồi. Bùi tiếu lạnh lùng mắt lời hắn. Bùi ra chúng ta đời đời làm thầy thuốc, dòng dõi không tính là quá cao, nhưng cũng không thấp. Ta cưới một bà đồng không rõ lai lịch, Ngươi nghĩ bọn họ sẽ đồng ý sao? Ngươi biết thế là tốt rồi. Cho nên, ta ấy tiền trảm hậu tấu, không cho mình đường lui, ngươi có hiểu hay không? Lời nói nghe không đứng đắn, nhưng trên mặt lại cực kỳ đứng đắn. Tạ Chi Phi lúc này mới rõ ràng ý thức được, người trước mắt này không phải đùa giỡn, hắn thật sự muốn cười yến tam hợp. Vèo một cái, mọn lửa dưới bụng lại vọt lên. Ngươi động lòng với bà đồng yến sao? khuôn mặt tươi cười của bùi hiện lên vẻ thẹn thùng. Tạ chi phi thân thiết với người này ít nhất cũng 20 năm, chưa bao giờ thấy cái biểu cảm. Thẹn thùng. Trên gương mặt người này. Nàng ta có điểm nào khiến ngươi động lòng? Bùi tiếu giật giật khóe miệng. Ngươi đã quên, nàng từng cứu ta một mạng lúc ở trong rừng sao, ân cứu mạng nên lấy thân báo đáp. Tạ chi phi tức giận đến muốn mắng chửi người. Này! Bùi tiếu nhách miệng. Biểu cảm của ngươi là gì thế hả? Không phải ai tiểu gia cũng lấy thân báo đáp đâu nhé, chỉ có nàng thôi. Tạ Chi Phi, nàng ta là bà đồng đấy. Bùi Tiếu, thế lại khéo quá, ra lá gan nhỏ, có một bà đồng trấn trạch, ra từ nay về sau không cần sợ chuyện thần thần quỷ quỷ nữa. Tạ Chi Phi, tính tình của nàng, tuyệt đối không thể để ngươi nạp thiếp. Bùi Tiếu, cưới nàng, không cần nạp thiếp. Tạ Chi Phi Ngươi một lòng một dạ vậy hả? Bùi tiếu nhìn hắn. Nói như thế nào nhỉ? Ta vẫn luôn theo đuổi mục tiêu là giúp hắn thượng vị. Sau đó ăn chơi chờ chết với ngươi. Bây giờ ta đã thay đổi rồi. Tạ chi phi. Thay đổi thành gì? Chân mày bùi tiếu dần giãn ra. Muốn cùng nàng cử án tề mi. Muốn cùng nàng sinh con dưỡng cái. Muốn cùng nàng cùng nhau bạc đầu. Vèo. Ngọn lửa căn bản không áp chế được. Bay thẳng lên đầu. Sắp bay lên trời luôn rồi tạ chi phi lạnh lùng nói đừng nói chuyện nhi nữ tình trường nữa ta thấy ngươi nên nghĩ xem vụ án trịnh phủ điều tra thế nào trước đi vừa dứt lời đinh nhất đã vội vàng đi vào ra thái tôn xuất cung rồi tạ chi phi đứng dậy hỏi hắn thế nào rồi đinh nhất thần sắc vẫn như cũ tạ chi phi hắn trở về phủ thái tử hay là biệt viện đinh nhất xe ngựa phủ thái tử vẫn chờ ở cửa cung thái tôn vừa ra đã được đón đi Tạ Chi Phi quay đầu nhìn Bùi Tiếu. Bùi Tiếu thu biểu cảm. Nhi nữ tình trường. Trên mặt lại, nói. Đừng lo lắng, nếu thật sự có chuyện thì hắn sẽ thông báo cho chúng ta thôi. Tạ Chi Phi thuận thế giáo huấn. Cho nên, thu hồi cơn động tình của cậu lại, một đống chính sự đang đợi, chúng ta. Tạ Đại Nhân. Giọng thị vệ ở ngoài viện vang lên. Chuyện gì, người trong phủ truyền tin, bảo Tạ Đại Nhân đêm nay dù thế nào cũng phải về nhà một chuyến. Tạ Chi Phi còn chưa kịp nói chuyện, chợt nghe Bùi Tiếu nói: "Ta cũng đã lâu không đi Thỉnh An lão phu nhân, tạ ngũ thập, ta về cùng ngươi." Nói xong, hắn bước ra khỏi ngưỡng cửa, giận dò. "Hoàng Kỳ, lát nữa ngươi đi mua vịt quay, lần trước nàng chưa được nếm thử, bây giờ không cần đi đường, nên phải để nàng nếm thử mùi vị thế nào mới được." Ánh mắt Tạ Chi Phi lập tức mất cân bằng. "Thỉnh An lão phu nhân, phu nhân gì chứ?" Cái tên khốn nạn này rõ ràng là muốn chạy đi tìm Yến Tam Hợp thì có. Đoàn Mộc Cung là cung điện của Thái Tử, tọa lạc ở phía đông thành Tứ Cửu. Triệu diệt thời từ trong xe bước xuống, nội thị cao hành đi ra nghênh đón, cúi đầu hành lễ. Điện Hạ, Thái Tử Điện Hạ đang chờ ở thư phòng. Triệu diệt thời sửa lại xiêm y, mặt không chút thay đổi nói. Đi thôi. Mấy ngày không về nhà, lúc triệu diệt thời đi qua, bỗng nhiên cảm thấy đoan mộc cung hình như đã rách nát hơn một chút, sơn đen trên cửa mấy cung điện đều đã chóc ra không còn hình dạng. Phụ thân làm thái tử 17 năm, tòa cung điện này không còn được sửa chữa nữa, từng viên gạch từng viên ngói đều giống như trước kia. 17 năm, quá lâu, chỉ chốc lát, đã tới tầm cung của thái tử. Triệu diệt thời nhấc chân, phát hiện trên ghế đá trong viện có một người đang ngồi, trong tay chống một cây quải trưởng, chính là phụ thân hắn. Hắn vội sửa sang lại xiêm y, bước nhanh tiến lên quỳ xuống. Phụ thân. Thái tử triệu ngạn lạc nhìn hắn một lát, ánh mắt vừa nâng lên, lạnh lùng liếc cao hành một cái, cao hành yên lặng lui ra ngoài. Trong viện, cha con hai người một người ngồi, một người quỳ, im lặng thật lâu. Triệu diệt thời thấy phụ thân không nói gì, đã biết chuyện này không ổn, vừa muốn mở miệng, lại nghe phụ thân hư một tiếng, nói. Hay cho một thái tôn điện hạ hiền đức, phụ thân thứ tội. Trong lòng triệu diệt thời chua sót, thân thể gục xuống. chương 190, không dám. Thứ tội ư, triệu ngạn lạc nhẹ nhàng cười. Thái tôn mau thu lại lời này đi, vị trí thái tử này của ta có thể giữ được còn phải dựa vào thái tôn hiền đức mà, ta nào dám nhận câu thứ tội của ngươi. Lời này, triệu diệt thời không dám tiếp, chỉ có im lặng. 17 năm này, Hoàng đế mấy lần sinh tâm muốn phế thái tử, nhưng lần nào cũng bị người khác khuyên lui. Một là vì phẩm tính thái tử nhân từ, nhưng chủ yếu là bận tâm đến thái tôn hắn. Hoàng đế có một lần thậm chí còn nói ngay trước mặt văn võ bá quan, sâu xa cảm thán một câu. Chấm có thái tôn hiền. Chỉ năm chữ hờ hứng, lại khiến cho hán vương xanh mặt, thái tử trắng mặt, các triều thần có tâm tư khác chợt hoàng sợ trong lòng Thái Tôn chắc đang mắng ta nhỉ. Giọng triệu diệt thời có hơi run rẩy. Phụ thân, con trai không dám. Không dám. Triệu ngạn lạc đột nhiên đánh hắn một trường. Trong mắt người còn có cái gì không dám nữa ư? Một trượng này đánh vừa tàn nhẫn vừa nhanh, triệu diệt thời rên một tiếng, sắc mặt chợt trắng bệch. Quý lăng xuyên tham ô nhiều bạc như vậy, hắn là mượn thế của ai, dựa vào ai? Triệu ngạn lạc bởi vì phẫn nộ, mà ngũ quan trên mặt đều vặn vèo ta đã nhắc nhở các ngươi bao nhiêu lần, làm người không nên quá tham lam, tâm không nên quá đen tối, các ngươi ai nấy đều coi lời của ta như gió thoảng bên tai, việc gì cũng dám làm sau lưng ta, trong mắt các ngươi có còn thái tử ta hay không hả? Triệu Diệp Thời vẫn nằm trên mặt đất không nói một lời. Triệu Ngạn Lạc hận nhất là dáng vẻ yên lặng chịu đựng này của hắn. Ngừng đầu lên. Quải trượng đánh lên đầu Triệu Diệp Thời hai cái. Triệu Diệp Thời không thể không ngừng đầu lên bình tĩnh nhìn về phía thái tử. Sự chán ghét trên mặt thái tử, không có chút che giấu nào. Kết cục của quý lăng xuyên là do hắn gieo gió gạt bão, ta không cầu xin hoàng đế, là bởi vì không còn mặt mũi nào để cầu xin. Ngươi thì hay rồi, ngoài sáng trong tối giúp đỡ thì thôi đi, thế mà còn thay hắn ngồi tù. Triệu ngạn lạc liên tục cười gằn. Thái tôn à, ngươi là sợ người khác không biết sự hiền đức của ngươi hả? lời này từng chữ đều đâm thẳng vào lòng hắn. Triệu Diệp thời đỏ mắt, nói. Phụ thân, nếu con trai có lòng này thì trời chu đất diệt, người trời đều vứt bỏ. Người trời đều vứt bỏ. Triệu ngạn lạc cười gần đến nỗi thịt trên mặt run rẩy vài cái. Thái tôn hành động có tình có nghĩa, ai nghe xong không khen một tiếng tốt chứ. Đến bệ hạ cũng vì tình nghĩa của thái tôn mà đặc xá cho quý lăng xuyên tử tội, thật cảm động mà. Phụ thân. Triệu Diệc thời tích góp dũng khí của nửa ngày, cuối cùng cũng nói ra. Con trai có tình nghĩa, đó là nhờ phụ thân dạy tốt, càng là bởi vì phụ thân có tình nghĩa. Phụ thân thân là thái tử, nhất cử nhất động đều ở dưới sự chú ý của người khác, không tiện làm việc. Con trai là phụ mệnh phụ thân cứu quý gia. Nhìn xem, bản thái tử rõ ràng không cho ngươi làm gì, nhưng người đã làm hết rồi. Triệu ngạn lạc chống quải trưởng, thân thể mập mạp chậm rãi đứng lên thái tôn hiền đức à ngươi là do ta sinh ra ngươi cho rằng ta không biết tâm tư của ngươi sao triệu diệt thời thẳng lưng thần sắc thản nhiên phụ thân con không có tâm tư gì khác chỉ là không muốn hán vương đắc thủ thôi hán vương đắc thủ ư triệu ngạn lạc dùng sức gõ quải trượng xuống đất giống giận ngươi là đang bảo vệ mẫu thân ngươi bảo vệ mẫu tộc của ngươi bảo vệ địa vị thái tôn của ngươi có gì khác sao triệu diệt thời chợt nở nụ cười phụ mẫu sống tốt, con trai mới sống tốt, con trai sống tốt thì phụ mẫu cũng tốt, vinh cùng vinh, tổn cũng tổn. Triệu ngạn lạc không nghĩ tới hắn sẽ nói ra lời như vậy, sửng sốt một lát, giờ quải trượng lên đánh thêm một gậy nặng nề, triệu diệp thời ngã xuống đất. Cút! Hắn giống giận lên một tiếng. Triệu diệp thời nhắm mắt lại, chậm rãi đứng lên, hành lễ với triệu ngạn lạc. Con trai cáo lui, phụ thân bảo trọng. Hắn xoay người, không lập tức cắt bước, mà là ưỡn thẳng lưng đi từng bước ra khỏi sân ngoài viện cao hành tự mình trông cửa thấy thái tôn đi ra miệng hơi mấp máy cuối cùng vẫn không biết nên nói cái gì triệu diệt thời nhìn hắn thản nhiên cười nhìn đi ta làm thế nào cũng sai hết trạng vạng tối tạ phủ tạ chi phi xoay người xuống ngựa tam gia hồi phủ rồi gã sai vạt bước lên tiếp nhận dây cương lại cười nói với bùi gia Bùi gia cũng tới, mau vào trong đi. Tạ chi phi. Phụ thân và đại ca đâu? Gã sai vặt. Hồi bầm tam gia, lão gia và đại gia tối nay có tiệc xã giao bên ngoài. Vậy ai gọi ta về? Là phu nhân. Tạ chi phi nhíu mày, nắm chặt tay bùi tiếu. Đi, theo ta đi gặp nương ta. Tâm tư của bùi tiếu đã sớm bay đến tỉnh tư cư, nhưng lời đã nói ra khỏi miệng. Chuyến này là tới thỉnh an lão phu nhân, lại không tiện thu hồi. Hoàng Kỳ, đưa vịt quay cho Yến cô nương trước, để nàng ăn lúc còn nóng. Còn nữa, lát nữa ta sẽ đi thăm nàng. Tạ Chi Phi dùng sức kéo, bùi tiếu bị hắn kéo đến thiếu chút nữa thì lào đảo. Kéo ta làm gì, đừng để nương ta chờ. Ngô Thị ở Chi Xuân Viện phía đông, ngôi viện mặc dù không thể so sánh với lão phu nhân, nhưng cũng rất u tĩnh. Tạ Chi Phi vừa tới cửa viện đã nghe thấy giọng nói của Đỗ Y Vân. Hắn biến sắc, không nói hai lời đã quay đầu bước đi, lại quên mất mình còn nắm tay bùi tiếu. Bùi đại nhân đáng thương bị kéo lảo đảo một cái, hoàn toàn nổi giận. Tạ ngũ thập, ngươi con bà nó làm cái gì thế hả? Một tiếng này của bùi đại nhân vang lên, không ai trong phòng là không nghe thấy. Một bóng hình xinh đẹp từ trong phòng chạy như bay tới. Tam ca, huynh về rồi. Bùi tiếu im lặng liếc mắt một cái, trách không được tạ ngũ thập lại quay đầu bước đi, thì ra là bà cô này đang ở đây. Tạ Chi Phi tuy cười, nhưng ngữ điệu rất hờ hững. Sao ngươi lại ở đây? Đã ở đây một ngày rồi, đang chờ Tam Ca trở về đó. Đỗ Y Vân đau lòng nhìn Tạ Chi Phi. Sao Tam Ca lại gầy như vậy? Đã nuôi về một ít rồi. Tạ Chi Phi sờ cầm, mỗi chữ đều có ý ám chỉ. Lúc mới vào chùa còn gầy hơn, thân thể này đúng là vô dụng. Đỗ Y Vân vừa nghe thế thì càng đau lòng hơn. Đang yên đang lành sao lại bị bệnh, có phải mệt nhọc quá độ hay không? Chúng ta từ công việc ở binh mã ti kia đi, ta bảo cha ta tìm cho huynh một công việc vừa có thể diện, vừa thoải mái. Cần gì làm phiền thế bá? Tạ Chi Phi trột dạ cười cười. Binh mã ti không cần chấn tòa ở phủ nha, rất tự tại. Đúng rồi, ngươi dùng cơm chưa? Chưa, ta chờ tam ca trở về rồi dùng nè. Đỗ Y Vân biểu đôi môi đỏ mỏng hơn dỗi nói. Tam ca, muội bảo đầu bếp nhà ta làm nồi vịt hầm hồng sâm bổ lắm, lát nữa huynh nhớ ăn thêm hai chén. Bùi tiếu nghe mà chua cả răng, chịu không nổi. Các người từ từ ăn, ta tới tính tư cư xem thử. Không được đi. Tạ chi phi đột nhiên hét lớn một tiếng. Trong phút chốc, cả viện yên tĩnh như chết. Bản thân tạ chi phi cũng không ngờ tới một tiếng này, mình lại có thể giống to như vậy, xấu hổ sờ sờ mũi còn chưa gặp nương ta ai cho phép người đi ai ra ta quên chuyện này mất bùi tiếu ảo não vỗ ót một cái sau khi sửa lại xiêm y thì bước vào trong phòng tạ chi phi đang định đuổi theo thì đỗ y vân chặn đường lại tam ca hắn đi tính tư cư làm gì hắn quen biết yến cô nương sao làm sao quen biết thế một chữ cũng không trả lời được cũng lười đáp tạ chi phi nhướng mày ta đói bụng đầu hơi choáng váng phu nhân Tam ca nói đói đến choáng váng đầu óc rồi, ăn cơm đi. Đỗ Y Vân cười hiếp mắt đi vào phòng, đưa tay quơ quơ cánh tay bùi tiếu. Minh Đình ca cũng ở đây dùng cơm rồi hãy đi, phu nhân vừa mới nói với ta về huynh đấy. Nếu thật sự nhớ Yến cô nương, thì chúng ta hãy gọi Yến cô nương tới cùng ăn, chẳng phải là càng náo nhiệt hơn sao. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn